You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn biệt thự mini phố với diện tích ngang 5 sâu vào 14m, thiết kế một trệt 2 lầu tại trục đường chính Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha quý vị. Một căn dạ nhà đẹp giá rẻ chỉ có 6 tỷ 300 triệu đồng thôi. Hướng chính là hướng Đông Nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Thiết kế một trệt 2 lầu sẽ có 3 phòng ngủ, 3 toilet, có sân thượng sau giặt phơi đồ. Một căn nhà xây mới hoàn toàn năm 2023 sổ hồng riêng, diện tích rất đẹp, ngang 5, sâu vào tới 14m, giá chỉ có 6 tỷ 3 thôi. Quý chị cô chú nào quan tâm đến siêu phẩm nhà đẹp giá rẻ này, chúng ta chỉ gọi trực tiếp về tới nhà đất Bác Hưng nha. Phía dưới này thì được ốp đá và xây dựng hết đất. Một lớp cổng sắt CNC 4 cánh, bên trong có cửa nhôm sifa. Hướng Đông Nam nha quý vị, giá quá là rẻ, quá là thơm, chỉ có 6 tỷ 300 triệu đồng, một căn nhà cực kỳ to tướng luôn. Con hẻm trước nhà là con hẻm xe hơi rộng tầm 7-8m, hẻm rất rộng, hẻm một xẹt của trục đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha quý vị. Đấy, con hẻm rất là đẹp, rất là rộng luôn. Căn biệt thự mini phố giá rẻ chỉ có 6 tỷ 300 nha quý vị. Quá là thơm, quá là rẻ, quá là đẹp luôn. Xây mới hoàn toàn năm 2023, sổ hồng riêng. Anh chị nhanh tay thì còn, chậm tay thì sẽ mất thôi. Một căn nhà quá là thơm ngon bổ rẻ nha quý vị. Phòng khách trong này sẽ được ốp gạch Ấn Độ, gạch tới 1m, ngang 5, sâu vào 14m. Và trong đây thì sẽ được tặng lại sofa da, có ốp nhựa PVC và tủ kệ TV gỗ An Cường chính hãng nha. Trên thì có đèn chùm, thay cao và đèn LED, đèn dọi. Rất đẹp, rất rộng rãi, xe hơi đậu trong nhà thoải mái. Xe hơi chúng ta có thể đậu một bên làm phòng tiếp khách nha anh chị. Căn nhà quá đẹp luôn, xây mới hoàn toàn năm 2023, đầu năm 2024. Và giá bán có 6 tỷ 300 triệu đồng. Xe hơi vô nhà thoải mái nha. Đường Quang Trung, phường 12 Gò Vấp, sát bên siêu thị MH2. Cái nhà quá là rộng rãi, quá là thoáng mát. Đấy, cực kỳ đẹp luôn nha quý vị. Di chuyển vào trong đây, đối diện chúng ta sẽ có tủ rượu này, tủ kệ rượu của An Cường, có chạy led phía bên trong. Và cầu thang sẽ được ốp đá hoa cương sa mạc, chạy đèn led, tay vịn gỗ gò đỏ, sử dụng lan can là sắt đặc uốn mỹ nghệ. Phía trong đây thì chúng ta được tặng lại bàn ăn, tủ bếp của An Cường có chạy led, tường ốp gạch cao lên đụng trần, rất là dễ lau chùi. Căn nhà hướng Đông Nam nha, một cái hướng vô cùng hiếm, vô cùng là thoáng mát. Đấy, hướng Đông Nam rất là mát nha quý vị. Đây, tủ bếp của An Cường, ốp đá trắng và dán gạch lên tường. Căn nhà thì quá là đẹp, quá là rộng rãi, càng 5 dài 14m. Giá bán chỉ có hơn 6 tỷ đồng một tí xíu thôi, có 6 tỷ 300 triệu thôi nha. Vẫn còn thương lượng. Vị trí hẻm một xẹt sát với trục đường Quang Trung, phường 12 Gò Vấp, sát với siêu thị MH2. Căn nhà siêu phẩm của quận Gò Vấp nha quý vị, giá cực kỳ êm, có 6 tỷ 300 triệu đồng thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà đẹp giá rẻ này, chúng ta chỉ gọi trực tiếp về tới nhà đất Bác Hưng nha. Và hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube để theo dõi những video mới. Căn nhà mình chỉ có 2 lầu và rất là thấp lầu cho chúng ta đi leo cầu thang. 2 lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh và có sân thượng sau để giặt phơi đồ. Phòng ngủ nhà này thì quá là rộng, quá là khủng nha quý vị. Ốp sàn gạch giá gỗ, có giường, nệm, tủ quần áo, kệ tivi, gỗ An Cường. Full nội thất 500 triệu đồng hết rồi. Đây,
máy lạnh luôn. Bàn trang điểm, tủ có chạy led, tường dán giấy và trang trí đèn đuốc thạch cao, có đèn sáng mờ. Đấy, phòng thì quá rộng, quá thoáng. Ban công đúc 1m2, cửa nhôm Simfa, lan can là sắt đặc nha, sắt mỹ nghệ sơn màu đồng, có trồng cây xanh ở phía mặt tiền. Đấy, căn nhà giá bán chỉ có 63 thôi, 6 tỷ 300 triệu, vẫn còn bớt. Quý anh chị cô chú nào muốn sở hữu em nó, chúng ta chữ alo trực tiếp về tới bên nhà đất Bắc Hưng nha. Nằm ngay trục đường Quang Trung, phường 12, Gò Vấp. Hẻm một xẹt, hẻm 8m, xe hơi xe tải vào thoải mái. Bên ngoài này sẽ là không gian phòng ngủ số 2, có giếng trời, giường nệm, máy lạnh Capper. Phòng quá là rộng, quá là khủng nha quý vị. Đấy, chỉ có 6 tỷ 300 triệu. Rẻ ngang với quận 12 mà chúng ta có ngay một căn nhà diện tích to, 5 dài 14, phòng ốc rộng rãi thoáng mát. Căn nhà quá rẻ nha quý vị, đường to, xe hơi vào thật nhà thoải mái. Chỉ xây có 2 lầu thôi, thấp lầu dưới leo. Toilet làm bồn cầu khối này, gương led, gạch ốp cao đụng trần, vòi thì mạ vàng. Căn nhà giá quá thơm nha anh chị, cầu thang đúc rộng 90. Tiến lên trên sẽ là không gian phòng ngủ số 3, toilet số 3 và sân thượng sau cho anh chị giặt phơi đồ. Đấy, căn nhà quá là rẻ luôn nha quý vị. Vị trí đẹp, ngay sát với E-Mark 2, đang mở bán được mấy ngày rồi. Và khu vực trung tâm hành chính phường 12, quận Gò Vấp. Đấy, đi sân bay chắc tầm 15 phút thôi. Ngoài ban công này. Đấy, quá là đẹp nha. Nhà giá rẻ, xây mới, diện tích to, đường đẹp. Anh chị còn chần chừ gì mà không bốc máy gọi ngay về tới nhà đất Bắc Hưng. Chúng ta xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nha và bấm chuông. Phía sau đây sẽ là khu vực phòng giặt, sân phơi. Đấy, có xích đu, trên thì có đúc hết và có làm mái. Đấy, thoải mái giặt phơi đồ ở đây. Quá là rộng nha. Video của Bắc Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.